Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, từ đầu năm, đơn vị này đã tập trung đẩy mạnh việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Kết quả đến thời điểm hiện tại, toàn địa bàn đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với 4.222 đối tượng với số tiền thuế nợ là 5.862 tỷ đồng. Số nợ thu được qua công tác tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là 714 tỷ đồng. Về việc triển khai hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của nhà nước để trốn thuế, chây ì, nợ đọng tiền thuế. Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế cũng như đôn đốc thu hồi nợ đọng, kết quả số ước thu hồi nợ đọng trong 6 tháng đầu năm 2024 là 7.646 tỷ đồng, đạt 51,3% chỉ tiêu thu nợ được giao.